em không chọn ai hết. Đúng là khó. Dạ, đó là lý do em é đến giờ em phải lên đây. Hèn chi, em gái ơi, trên cõi đời này không có ai hoàn hảo, không có ai giống như suy nghĩ của mình trong mơ vậy. Em mơ một hoàng tử. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu cho hai bên nghe rõ luôn. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Và quý vị khán giả, em tên là Huỳnh Ngọc Duy, 26 tuổi, quê của em ở Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện tại là em làm giáo viên kỹ năng sống với dạy lịch sử. Tức là dạy ở trường nào hay như thế nào? Kỹ năng sống thì em dạy cho các trường tiểu học với lại là trung học cơ sở. Còn lịch sử là em dạy cho đại học à. Rồi, mời bên đàn gái. Em xin chào anh chị MC, em xin chào các khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Huyền, năm nay 28 tuổi. Và hiện tại em đang là giáo viên cấp 2. Em dạy môn gì? Dạy toán. À, nghĩa là hôm nay hai giáo viên. Hai giáo viên. Nhưng con cái nè, nhỏ hơn 2 tuổi đó. Dạ, cái tính của em là cởi mở, cho nên là em cũng không quan trọng điều đó anh. Bởi vì thầy giáo dạy kỹ năng sống lịch sử thì cũng rất là năng động ha. Mời bạn gái hay cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là chân thành, trung thực, chu đáo. Và khuyết điểm của em là em khó tính, có thể nói là cực kỳ. Đồ dùng cá nhân của em là em không có thích chia sẻ với người khác, ví dụ như là lược hay là khăn tắm chẳng hạn. Cho nên là em là người ích kỷ trong tình yêu, em không thích chia sẻ người yêu em với người khác. Em không xài chung lược với em hả? Dạ khăn chắc là không. Lược? Dạ lược thì được, sống chung với em thì xài chung, nhưng mà khăn tắm thì tuyệt đối không. Lược xài chung, em xài nhiều hơn rồi đó. Rồi. Ủa sao vậy? Sao mọi người cười vậy? Bây giờ bên đàn trai, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Dạ ưu điểm của em đó là cần cù, chịu khó, siêng năng, cẩn thận, thôi, trung thực, thật thà, biết lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng và thân thiện. Giỏi vậy ta? Dạ. Trời ơi. Còn khuyết điểm? Hiện tại thì em chỉ biết nấu món ăn hạn chế thôi, nhưng mà chắc chắn cái này bắt buộc là sau này em phải tập. Vợ nấu rồi tập với vợ cũng xong à. Bạn gái? Dạ. Thì đường tình duyên có mấy mối tình? Dạ em chưa có người yêu bao giờ. Thiệt hả? Dạ. Đối với tình yêu thì em chỉ là học sinh mẫu giáo thôi, cho nên em muốn người yêu em là bao dung. Có cái gì em chưa biết thì bỏ qua cho em. Ừ. Có em có hay đi chơi tối hay là đi chơi khuya hay là gì không? Em lười đi chơi. Mà đi chơi em cũng về sớm, tầm 10 giờ là em phải về rồi. Vậy là sau 10 giờ không ra đường nữa? Dạ đúng rồi. Anh không nghĩ một cô gái 28 tuổi mà không có một mối tình nào hết nha. Dạ tại vì em khó tính, em chọn lựa rất là kỹ. Dạ thưa anh thì hiện tại em cũng chưa có mối tình nào anh. Trời đất ơi. Dạ. Anh không hiểu tại thành phố Hồ Chí Minh có hai con người chưa bao giờ có mối tình nào hết. Tại sao vậy em trai? Dạ thì cũng như bạn nữ thì em chọn bạn gái cũng hơi khó xíu. Em thấy mình chưa có duyên. Bây giờ 26 tuổi mà không có nắm tay con gái luôn. Dạ. Chưa có hôn con gái luôn. Dạ. Vậy thì khi mà xem phim thấy hai người ta hôn nhau thì em cảm giác thế nào? Dạ cũng bình thường. Trong dạ. Nhóm của em có ai nói em rằng thuộc một thế giới nào đó không? Dạ không. Tới 26 tuổi tới em lớn luôn rồi mà em vẫn chưa có cảm giác đó. Dạ có, em có. Có bao giờ nằm mơ thấy yêu cô nào chưa? Dạ cũng có. Có nằm mơ thấy hung cô nào chưa? Dạ cũng có luôn anh. Vậy thì được chứ tưởng không. Dạ. Có cái gì là xong. Em thích con trai hơn gái? Dạ em thích, đương nhiên chắc chắn là em thích con gái. À. Dạ. Rồi hôm tôi hỏi về con người đó tôi thích con trai. Nói chứ anh thử cho bên đàn gái họ yên tâm thôi. Dạ. Bây giờ để anh hỏi bên đàn gái. Em chào anh. Trời dễ thương. Gì mà đàn ông không lẽ đeo mắt kiến đen hết sao trời. Xinh dễ thương thế này. Anh cảm ơn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Thì em muốn anh ấy cao trên mắt 7, không mắt hí, không hói, không không bụng bự, không răng hô, ấm áp, bao dung. Ấm áp điều không tránh khỏi. Cái này đành chấp nhận. Hói hả? À? Hói có không? Sao đâu. Phải không? Hói con chút à. Không thích bụng bự luôn hả em? Dạ. Đợi chị tại vì thường là những người bụng bự là lười vận động lắm, em thích người thích vận động. Thì do em kêu người ta vận động thôi. Không, em không có cái quan điểm là sẽ thay đổi một người, mà em muốn có một người mà cùng quan điểm với mình. Một cái người đàn ông bụng hơi bự chút xíu, hơi hói hói chút xíu mà yêu thương em hết mực luôn. Và một người không bụng bự, không hói mà không yêu em, chỉ có em yêu người ta thì em chọn ai? Em không chọn ai hết. Đúng là khó. Dạ, đó là lý do em é đến giờ em phải lên đây. Hèn chi. Em gái ơi, trên cõi đời này không có ai hoàn hảo, không có ai giống như suy nghĩ của mình trong mơ vậy. Em mơ một hoàng tử không thể nào có được đâu.
có đôi khi em phải chấp nhận những cái gì của người đó, biết đâu về yêu thương nhau, tình yêu nó thăng hoa và người đó chính là hoàng tử của em. Và cũng ngược lại, người đúng ta rồi. Cũng sẽ chấp nhận em. Đó, mở lòng ra tí xíu, bớt khó. Để qua kiểm tra này, cái gì mà hồi nãy nghe nói tóc tai dưới cười quá trời. Có gì đâu, bình thường thôi mà. Đâu, đứng yên ngon anh sao? Đó. Ý. Hả? Thì... Chào Duy. Dạ em chào chị. Cao ráo đẹp trai. Ừ rồi, em có thích chơi thể thao không? Dạ em thích chơi đá banh với lại tập tạ. Đúng rồi. Em có đá banh có tập tạ nha em. Khỏe. Khỏe. Kỹ năng sống. Ồ, em rất là thích những người dạy kỹ năng sống. Ừ. Bởi vì những người dạy kỹ năng sống á, họ phải tìm hiểu rất rất là nhiều, đặc biệt khi làm việc với trẻ con nữa. Khác về tâm lý, về mày dạy năng động, về sáng dạ. tạo, về tất cả mọi thứ. Em gái, em nói em gái nè. Dạ. Thật sự đúng là em khó lắm á. Khó tới mức mà chồng mình còn không cho lao khăn chung nữa thì khó dữ lắm luôn. Tại vì ở gia đình em, ba mẹ hay là các chị em, anh chị em đều xài riêng hết à? Không, ba mẹ thì không nói rồi. Đúng chị rồi. Em cũng vậy luôn. Chị em cũng không luôn. Ừ. Nhưng mà ý là vợ chồng là người nằm chung với mình một cái giường. Khi mà hai người vợ đã là vợ chồng đi, hoặc là đã là yêu nhau ăn đi. Ăn chung, ở chung, ăn chung, ở chung, ngủ chung. Thậm chí hơi bất lịch sự tí xíu nhưng có thể là có đi toilet chung nữa. Anh có bao giờ mà anh ăn đi toilet mà vợ anh đi vô không? Cũng bình thường. Không, tức là mình không có nói gì. Không hả? Anh em nói gì nè, chưa yêu ai lần nào, chưa hôn ai lần nào, chưa nắm tay ai lần nào. Thì bây giờ ca này mình xử sao? Ca này để người thân góp ý đi rồi tính. Rồi, mình mời người thân vậy. Xin mời em, hôm nay em đi người thân của em là ai? Dạ, em đi với em gái và bạn. Em chào mọi người ạ, em là Uyên, em gái của chị Huyền. Chị hai có những nguyên tắc của mình và ví dụ như là hai bảo là hai không dùng khăn tắm chung á, thì em thấy nó cũng bình thường. Và hai á, thực ra thì mọi người nhìn vào vậy thôi, chứ khi mà hiểu hai rồi thì hai thực sự rất là tình cảm. Hiểu rồi thì cho xài chung đúng không? Dạ không. Rồi, em đánh giá về người bạn sắp gặp gỡ hai của em đó, có hợp với tính cách của hai của em không? Đối với em thì em luôn tôn trọng quyết định của hai. Hai cứ làm những gì mà hai thấy thích, hai thấy cảm nhận là mình thích thì mình làm thôi. Không cần phải đúng rồi em. Cảm ơn em gái. Em nói đúng. Rồi. Duy, đi với ai Duy? Dạ, hôm nay em đi với chị trưởng phòng và các bạn đồng nghiệp của em à. Đó. Kính chào anh Linh, kính chào chị Nam Thư. Dạ. Thì em là trưởng phòng của Duy. Thì con người của Duy rất là chân tình. Bạn ấy luôn quan tâm, chia sẻ tới với tất cả mọi người. Còn ở chỗ bạn Huyền thì lần đầu tiên gặp bạn cũng rất ấn tượng về bạn. Bạn là một người rất xinh đẹp. Cảm ơn. Thật ra trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm. Thì nếu như mà chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội, chúng ta tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau, thì những cái khuyết điểm đó dần nó sẽ mất đi và chúng ta sẽ được một cái lớn hơn, đó là một cái tình yêu đơm hoa kết trái. Hay quá. Rất mong, rất mong tình cảm của hai bạn có thể đi được đến cái đoạn kết. Nhớ nha, đôi khi là con người ta không ai hoàn hảo hết, có người lộ khuyết điểm ra ngoài dễ thấy, có người giấu khuyết điểm vào trong. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn với những cái tích cực hơn em gái nha. Rồi, mở rào. Chào anh. Em đến tham gia chương trình có món quà tặng anh. Ừ, anh cảm ơn em. Tặng em hoa hồng vì là hoa hồng đẹp mà có gai. Anh đến chương trình có món quà, sách thể hiện cái tấm chân tình của anh nó lớn như kiến thức trong sách dành cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng thích đọc sách. Hay quá. Cái hai món quà này nó cũng là lạ. Tại vì quan điểm của em là không phải chỉ có phụ nữ mới xứng đáng nhận hoa. Như đàn ông mà râu ria nhận cầm bó hoa nó cũng là lạ lắm á. Dạ, em chào anh Duy. Anh chào em. Thì đầu tiên thì nói chung anh cũng thích cái tính nguyên tắc cũng như là cẩn thận như em. Dạ. Thì anh cũng cũng có thể là một người nguyên tắc đó. Anh sống theo cái kiểu truyền thống cũng như cái kiểu hiện đại. Nó dạ. có sự kết hợp giữa hai cái. Trước kia thì anh cũng tìm kiếm một cái con người mà người bạn gái theo cái tiêu chuẩn của anh. Nhưng mà sau đó thì anh cũng nhận thấy không có ai mà hoàn hảo hết. Thực ra thì em là một người phụ nữ mà vừa hiện đại vừa truyền thống. Em có cái truyền thống của em, ví dụ như em rất là nghiêm túc. Đi xe ngoài đường là không vượt đèn đỏ, không leo lề các thứ. Rồi em đi chơi em về sớm chẳng hạn. Rồi ví dụ như em muốn kết hôn hay gì thì em cũng phải xin phép gia đình. Nếu mà gia đình phản đối thì em vẫn không kết hôn. Và em có những cái hiện đại của em là em hướng ngoại, tức là em có thích cái phong cách mà thoải mái như kiểu phương Tây. Ví dụ như đi chơi chia tiền sòng phẳng, chứ em không nghĩ là mình là phụ nữ mình bắt đàn ông chia tiền chẳng hạn như vậy. Nhưng mà về quan điểm trong tình yêu thì em hơi truyền thống cổ hủ chút xíu.
cái cách sống của anh thì cũng giống em, nề nếp thì mình phải tuân thủ. Anh cũng thích kiểu phương Tây, anh không gia trưởng, anh ghét cái sự gia trưởng. Anh cũng thích cái sự cá tính, thích sự sáng tạo. Quan điểm về tình yêu của anh thì cũng không có đúng có sai, mà yêu nhau thì phải biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và ở bên nhau, kể cả khó khăn cũng như là trong hạnh phúc. Quan điểm tình yêu của em là tôn tự tin, nghĩa là tôn trọng, tự do nhưng mà tin tưởng. Nhưng mà một khi sự tin tưởng đó mà bị lung lay thì tình yêu coi như cũng tan vỡ luôn. Anh đồng tình, anh thích cái sự tin tưởng cũng như là cái sự chung thủy trong tình yêu. Cái điều này là cái điều mà anh thích vô cùng, cũng như là cái điều mà anh theo nó suốt trong tương lai với cái người bạn đời của mình. Trong một cuộc cãi nhau với nhau, bạn gái rất là mạnh mẽ, cá tính và luôn luôn cho mình đúng, thì bạn trai sẽ làm gì? Em để cho bạn gái nói trước, và tiếng sau, hay cũng có thể một hai ngày sau, thì khi mà bạn gái bình tĩnh, em sẽ giải thích, phân tích sự đúng sai, không có muốn mình hơn hay là mình đúng. Được không bạn gái? Dạ, rất là gọi là kiên nhẫn. Kiên nhẫn, đúng rồi, anh có sự kiên nhẫn. Em thích hẹn hò như thế nào, ở những nơi như thế nào ạ? Em thích yên tĩnh, em không thích ồn ào, giống như kiểu đi bar đồ là em, hồi xưa em có ý định đi một lần, nhưng mà em nghĩ lại ồn lắm, nên em không đi. Anh cũng không thích ồn ào, cho nên là nhất là những cái chỗ đông người thì lâu lâu anh cũng có đi, nhưng mà anh thích những cái chỗ yên tĩnh hơn. Thì anh thấy em với lại anh cũng có nhiều cái điểm giống nhau, anh thấy nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm luôn á. Anh thật sự bất ngờ. Tại sao Duy biết không? Khi chúng tôi xem những hồ sơ đó, những cái gì mà các bạn để trong hồ sơ, nó gần như rất hợp với nhau. Chúng tôi kết hợp ở đây là cái phần trội nhiều hơn là cái phần không hợp với nhau. Bên kia là thấy hợp lắm luôn rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi câu cuối cùng được không? Hỏi em muốn mấy câu. Anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc, anh không uống bia. Chỉ là uống bia khi mà có tiệc tùng hay là những cái cuộc gặp gỡ quan trọng thôi. Hỏi chàng trai và cô gái, các bạn là những người rất mới, tân binh ở trong tình yêu, chưa ai trải qua yêu cả. Đối với Thư, nếu mà yêu rồi thì mình ngồi đó và rút ra kinh nghiệm. Còn chưa yêu, nhào vô tìm hiểu đi, rồi hãy nói chuyện với nhau. Chúng ta chuẩn bị bấm nút thì anh có món quà, đó là một cái bài thơ muốn tặng em. Thì cái bài thơ này nó mang cái ý nghĩa cũng như là cái nội dung mà anh muốn gửi tới em. Thập lý bình hồ, sương mãn thiên, thống thống thanh tơ, sầu qua niên, đối nguyệt thành đơn, giọng tương hệ, chỉ thanh im ương, bắc thâm kim. Thì cái bài thơ này là cái sự gặp nhau tình cờ của một đôi trai gái trong cái thời chiến. Hai bên đã hiểu nhau, trao cái mối duyên của mình cho nhau. Người con trai lúc bấy giờ đã dành hết cái chân tình của mình vô một bức tranh do người con trai tự vẽ và đọc bốn câu thơ trong đó. Và người con trai sẵn sàng chờ đợi cũng như là tìm mọi cách để cô gái hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia để trở về với chàng trai. Thôi, bốn câu thơ mà chuyện dài quá ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta tiến hành bấm nút, tiến hành bấm nút thôi. Kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa. Hãy bấm nếu chúng ta thực sự rung động. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là cô gái không bấm. Chúng ta phải sống thật như thế. Tại sao bạn lại không bấm nút? Em nghĩ anh là một chân thành, người rất là chân thành, thật thà và có lẽ là có trách nhiệm, nhưng mà em nhìn vào ánh mắt anh ấy em không có sự thu hút, nên em nghĩ là chưa có sự đồng điệu. Rồi. Và em xin nhường cơ hội cho nhiều bạn gái, hàng trăm cô gái khác ở ngoài kia tốt hơn em. Cảm ơn bạn đã sống thật bằng trái tim của mình ha. Nhưng mà theo anh đó nha, cô gái nên mở lòng mình ra chút xíu nữa. Thật sự là em nói em rất khó, đúng, khó quá. Và chàng trai này thì cũng đừng lo lắng, có rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho bạn. Chúc chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Nhưng mà em vẫn mong là sẽ là chúng ta sẽ là bạn. Được không? Được, anh đồng ý. Bắt tay. Bắt tay. Đó. Ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Mời bạn nam. Chào em trai. Mời gia đình nhà gái. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. Trước tiên em gửi là chào đến anh Quyền Linh ha. Chị Hồng Vân. Bạn gái ở bên kia với quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi.
Lê Trung Tính, 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. Ở đâu? Quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ, quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh với lại khán giả trong trường quay. Là con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ, con ở quận 9 ạ. Đứa ở quận 9, ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10 mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ không phải bằng hành động đúng không? Dạ, đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe đó, người ta nói hết rồi đó, rồi tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm thôi. Cho mượn là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình? Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm, mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Chào cưng. Dạ, chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra thôi con hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Lên ra đây, đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Dễ nhớ, nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, bụng hơi bự có. Bự xíu. Có. Đó. Sao lầm thì chưa chắc. Thôi lại. Ra nè, nói nghe coi nè. Thiếu 2 phần á. Thấy chưa? Thiếu 2 phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu 2 phần. Dạ. Không sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè? Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. Thích hát nữa. Thích hát? Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được, đâu thử nào. Ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi, hát 2 khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biển kinh tương dương, lửa khói xanh đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát. Có tinh thần được rồi không? Ừ, dạ. Gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngâm ngâm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo mình. Cưng. Em đoán hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa, đúng rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của Cưng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu, với dì, với lại bạn bè đồng nghiệp. Hả? Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào
chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi, còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ, đúng không anh Việt Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ với cậu. Tính đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó, trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công là chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình là mẹ của Trung Tính. Dạ. À, mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè, thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích, thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bật làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, rồi thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Dạ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe, tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, anh tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là cái ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc thấy cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì đó, trong này nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Dạ ngồi ha. Đâu, dạ, cảm ơn. Con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ. Được không? Dạ. Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Ông ấy tặng nước hoa. Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô. Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Thích người ta thích. Thích hả? Thích phình ra, phình ra. Đúng rồi. Đà. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à? Tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, bạn gái 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết năm tháng 10? Từng trải á, từng trải nó biết. Từng trải tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm, đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình đang ngồi sao đó? Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. Dạ. Bàn cái chuyện hẹn hò đi. Nếu mà tụi mình bấm nút á, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ. Cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có ghen không?
chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. Anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu, nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết sẽ phải làm như thế nào, phải ghét cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy con gái nhậu nhậu ít thôi chứ không có nhiều. Cái tính chất của công việc mình phải chấp nhận. Nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này... Nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, yeah, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á, thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Cái hợp này... nhau á là do hai tụi mình thôi, yeah, chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết. Nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc thì ai giữ? Tiền bạc đó, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, yeah, thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được, có là mừng rồi. Dạ. Yeah. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định ấy, thì thích 2 tới 3 tới 4 đứa cũng được. Thấy hai đứa được rồi em. Yeah. Bây giờ đó, em bước tới, em nắm tay cô ấy mà nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi hộp quá không biết nói gì mà thì ở đây thì cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng đó, cái thời gian sẽ chứng minh. Yeah. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Yeah. À, ha. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Rồi về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn rồi, nhấn hai nút đó. Họp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm á nha con. Dạ. Bây giờ nè, có cậu, cậu như là cha vậy đó. Rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ. Bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau. Con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương, rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi. Nói em nói gì với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về cái là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha. Cậu vợ có đồng ý không ạ? Dạ, cậu vợ có đồng ý không ạ? Em rất là thích chơi thể thao như là bơi lội và điền kinh. Em biết nấu ăn và làm được rất nhiều loại bánh ạ. Điểm yếu của em là em ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhiều. Mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai đó, cao trên 1m7, có thân hình cân đối, có nụ cười tỏa nắng một chút cũng được. Mời bạn nam. Chào bạn. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Hôm nay thì hai bạn sẽ cùng trò chuyện qua cái rào này, nói lớn lên cho đối phương cùng nghe nha. Mời bạn nam giới thiệu về mình. Lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khán giả cùng hai MC của chương trình, anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn nữ kế bên. Em xin phép em tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Bình Thạnh. Em đến từ Cần Thơ. Năm nay thì em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang công tác làm việc ở Cà Mau. Và công việc của em là trình duyệt viên. Em mời bạn gái. Dạ, xin chào hai MC và toàn thể khán giả. Em tên là Viên Ngọc Bích Hồng. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Vũng Tàu và hiện đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nghề nghiệp của em là gia công bản vẽ kiến trúc ạ. Mời bạn nữ cho tôi biết những cái điểm yếu và điểm mạnh của bạn. Điểm mạnh của em là em rất là thích chơi thể thao như là bơi lội và điền kinh.
em biết nấu ăn và làm được rất nhiều loại bánh. Điểm yếu của em là em ít khi nào thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt nhiều. Tại sao? Cái đó là mình có quyền lựa chọn là mình có thể hiện hay không thể hiện mà. Và tại sao Bích Hồng là lựa chọn là mình không muốn thể hiện cảm xúc? Hay là tại cái cơ mặt nó như vậy hay là mình không thể hiện? Chắc là do cái cơ mặt của em nó như vậy. Do cơ mặt thôi chứ ai mà không thể hiện. Bởi vì tình cảm nó thể hiện gương mặt. Đôi khi cái cơ mặt nó vậy rồi thì không thể hiện. Như cái điều này đúng là một cái nhược điểm rất là lớn. Đôi khi ta tiếp xúc một người nào đó, cho nói câu chuyện nào đó mà nó không có thay đổi về cảm xúc á, gây cho người đối diện mất đi một chút cảm tình nào đó. Anh Linh, em là một trường hợp điển hình. Em không biết tại sao cái mặt em lúc nào cũng bị quy định là quạo quọ, khó chịu. Mà không phải, giống như mình đang nghĩ cái gì đi. Mình suy nghĩ, mình ngồi mình chăm chú, mọi người nói mặt mình khó chịu hoặc là mặt mình thái độ mà không phải. Dạ, đôi khi đó là cái cơ mặt của mình mà một cái điều đó là đúng một cái rồi. Điều. Rồi, bạn Nam. Bây giờ tới bạn Nam nè, mình trình bày ưu điểm, khuyết điểm của mình nè. Về ưu điểm của em thì em là người sống tự lập, trung thực, thẳng thắn. Đặc biệt em cũng biết nấu ăn luôn. Về điểm yếu của em thì em có một chút hơi nóng tính, em cũng dễ tin người anh. Bên đàn gái cho tôi biết một chút xíu về tình trường đi. Em đã trải qua một mối tình ạ. Đó là mối tình ở thời cấp 3. Còn bạn mấy mối tình? Về em thì em cũng trải qua hai mối tình. Đều là mối tình thời sinh viên á. Thôi bây giờ em muốn tìm người yêu thế nào em nói cho Nam Thư biết đi. Để xem có giống như bạn bên kia không. Dạ, em chào chị Nam Thư ạ. Thì cơ bản em muốn một bạn này hiểu biết và có suy nghĩ chín chắn. Ví dụ mẫu hình nào em tưởng tượng ra cái người phụ nữ đó? Mẫu hình giống mẹ của em. Em theo kiểu phụ nữ truyền thống à. Mẹ em là người phụ nữ sống vì gia đình rất là nhiều. Cái đó là quan điểm ở đây. Dạ. Còn bên đàn gái, em bên muốn mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Mẫu hình lý tưởng của em là bạn trai đó, cao trên 1m7, có thân hình cân đối, có nụ cười tỏa nắng một chút cũng được. Cười tỏa nắng là cười sao mới tỏa nắng? Có bức hình coi chị thấy giống không à? À, là tức là mình sẽ đem hình này ra so đúng không? À, cái này là em tự vẽ ra. Em tự vẽ theo cảm nhận của em, tưởng tượng của em. Dạ. À đây. Chào em gái. Dạ chào anh ạ. Rồi, đâu đưa coi nụ cười tỏa nắng nụ cười thế nào. Đây. Coi giống không nha mọi người. Trời ơi. Có tỏa nắng không anh? Hả? Sao nụ cười này cũng thấy tỏa nắng. Cười tỏa nắng là sao? Cười vậy tỏa nắng không? Anh nói là cười nhát ma đó anh, chứ mới tỏa nắng. Khó quá nha. Anh không biết giống hay không, anh giữ làm kỷ niệm đi. Này giống cho hứa, luôn rồi. Hứa mình đạt quá vậy. Cho luôn rồi. Nhà gái của em có tên rất là đặc biệt, Viên Ngọc Bích Hồng. Ủa họ Viên là họ sao em? Dạ ba em họ Viên nên em họ Viên rồi. À. Anh Linh hỏi câu. Ủa mà nhà mình có làm gì liên quan tới đá quý không? Nghe nó nghe họ hàng. Em sinh ra trong gia đình đá quý luôn ạ. Trời. Thiệt hả? Vậy đó hả? Ba chị em đều họ Viên Ngọc hết ạ. Chị là Viên Ngọc Mai Thảo ạ. Em là Viên Ngọc Bích Hồng. Em trai là Viên Ngọc Tân ạ. Thì một người đàn ông nãy giờ em tả thì em thấy rằng bên đây cũng đáp ứng được hơi nhiều đó. Em không thích đàn ông ở điều gì? Một người đàn ông hút thuốc ạ, nhậu quá nhiều. Với lại keo kiệt cũng xỉn á. Có không em? Hút thuốc em không hút thuốc. Keo kiệt em không keo kiệt. Nhậu thì em có nhậu nhưng mà không nhậu quá nhiều. Anh có nhậu rượu không mà? Rượu anh nhậu được nhưng mà anh nhậu không được nhiều em. Em uống rượu được hả? Dạ, uống rượu uống bia đều được. Trời ơi. Rượu em uống mấy can? Mấy ly thôi chứ không. Mấy ly vậy? Còn bia uống được mấy ly? 6-7 lon vậy. Ê cha, 6-7 lon là đô dữ đó. Rồi còn bạn trai mình không thích phụ nữ như thế nào? Phụ nữ giống bà Tám á gì? Nhiều chuyện. Dạ dạ. Với coi thường người khác. Em có bà Tám không cưng? Dạ em ít nói chị. Bà Tám đôi không phải là bà, nói nhiều là bà Tám. Nếu mà nói mà nhiều bà Tám là em là bà Tám đó. Bà Tám ý nghĩa là lấy chuyện người này nói người kia, ra nhà kia nói chuyện người nọ. À là đâm bị thóc thọc bị dạo. Đó nó mới là bà Tám. Còn nói chuyện nhiều đâu phải bà Tám. Em mà bà Tám thì anh chắc cũng anh Tám. Anh là Tám rưỡi đó. Tám rưỡi luôn hả? Ừ. Em gái đi với ai? Dạ em đi với dì của em ạ. Xin kính chào MC Quỳnh Linh và cô Nam Thư. Dạ. Tôi là dì của Bích Hồng. Và sau khi mà nghe cháu trai bên đây nói chuyện thì thấy là tấm tình rất là được và vui tánh, dễ chịu. Không. Với lại cái công việc thì là so với gia đình Bích Hồng thì rất là hợp. Tại vì gia đình Bích Hồng là cũng như là làm trong cơ quan nhà nước không, cho nên là về cái công tác đó là rất là hợp chứ không có phải mà
Nói gì cho nên là hai cháu là tạo điều kiện để mà tìm hiểu nhau và đi tới một cái điều đó xa xôi mà cho riêng gì gì cũng rất tán thành cái công việc của hai cháu. Rồi hay quá, vì ủng hộ ha, hỗ trợ hết sức mình. Bạn trai em đi với ai? Dạ hôm nay em đến đây cùng với ba mẹ của em. Chào cô chú. Dạ chào cô chú. Xin chào Quỳnh Linh và chào Nam Thư. Dạ. Chào khán giả. Cô là tánh tình của Thạnh, nó nói rất là đúng. Nó là rất hiền và rất có hiếu thảo. Anh em trong nhà sống rất là hòa đồng. Còn cô đó, thấy cháu cô cũng thấy thương. Cái này là cũng như là nó đi làm thì cũng nhiều lắm rồi, mà nó như chưa tới duyên nợ của nó đó. Cô cũng đồng ý, thấy cháu cô cũng thương á. Dạ cảm ơn. Dạ. Cho hai trẻ gặp mặt đi. Xin mời mở rào. Không gian này là của hai bạn đó. Rồi bắt đầu đi. Gửi tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà gửi anh. Đây là những cái chiếc bánh mà em chính tay em tự làm ạ. Hy vọng anh thích ạ. Biết đẹp anh sang. Dạ đúng rồi. Cảm ơn. Anh nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em có chia sẻ một số thông tin về em. Dạ. Thì em nói em biết nấu ăn và biết làm bánh, anh rất là thích. Thì anh cảm nhận như là mình có một cái điểm như đó. Rất là chung em. Anh cũng biết nấu ăn nữa, anh cũng biết chăm sóc gia đình nữa. Bình thường khi mà anh làm việc thì anh tiếp xúc khách hàng, anh nói rất là nhiều. Nhưng mà khi về nhà anh lại ít nói. Không biết là nãy giờ em có cảm nhận về anh như thế nào? Lần đầu tiên thì em nghe anh giới thiệu tên đó là em đã thấy rất là ấn tượng. Tại vì tên của anh giống tên của ba em ạ. Ba em tên cũng Thạnh luôn hả? Dạ tên Thạnh luôn ạ. Em cảm nhận anh rất là gần gũi, dễ thương. Về công việc của em thì em đi cũng khá là nhiều. Nếu được có thể thì một tháng anh sẽ lên thăm em 2 ngày. Em cũng thông cảm giùm anh. Nếu anh sắp xếp được thì em sắp xếp em xuống Cà Mau cho anh thăm anh ạ. Trời ơi hay quá. Ghê, anh rất là hoan nghênh. Anh có thích đi du lịch không ạ? Anh rất thích đi du lịch. Anh cũng tính vừa hỏi em. Anh cũng có điều này muốn chia sẻ luôn. Thì từ nhỏ tới lớn anh có một nơi anh rất là muốn đi tới, nhưng mà anh vẫn chưa đi được. Lúc còn đi học á, thì anh nghe thầy cô bạn bè nói về Đà Lạt rất là đẹp. Lúc đó anh rất là muốn đi, nhưng mà lúc đó mình còn đi học thì mình cũng chưa có chi phí để mình đi được. Nhưng mà sau này lớn lên á, thì anh cũng chưa có người yêu nữa. Nên nếu mà mình đi tới đó mà đi một mình á, thì nó cũng không có ý nghĩa nhiều cho lắm. Thì anh hy vọng là sau chương trình này anh có thể là cùng em đến đó để thực hiện ước mơ. Em nghe lời nguyền về Đà Lạt chưa? Cũng có nghe chị. Nhưng mà thật sự thì em cũng không có quan trọng điều đó nhiều. Quan trọng là mình cần nhau, mình hiểu nhau. Chính xác. Đó là lời đồn thôi. Như thiếu gì người ta đi Đà Lạt, ta cưới nhau ào ào đó. Sao em đi Đà Lạt vậy em chia tay? Cái đó chuyện của em. Theo anh thì em như vậy được không ạ? Truyền thống không? Anh cảm nhận về em thôi thì anh cảm thấy là vậy là ok rồi em ơi. Bây giờ mình có món quà nào gửi tặng nhau được, bài hát nào đó, món quà tinh thần dành cho nhau thì em xin phép. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời chưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lời thấy thương nghe thật buồn. Hay quá, cảm ơn. Bạn gái có tặng không? Món quà cho em? Dạ, em cũng có một món quà tặng cho anh. Xin mời anh nhảy chung với em bài nhảy à? Không biết. Anh cứ nhìn theo em và nhảy thôi là được không ạ? Rồi, âm nhạc. Anh làm vậy cũng được.
Hai đứa mai mốt về có giận nhau, cãi nhau, mở bài lên nhảy hết giận. Dễ thương mà. Coi. Thật sự hỏi con tim mình, người ngồi bên kia có phải là một nửa mảnh ghép mà mình đang đi tìm hay không? Tôi xin nhắc lại, bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Không yêu, nhường cơ hội để cho người khác. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi nào, Bình Thạnh. Đó. Chúc các bạn hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim của Cụm Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ trước sự chứng kiến mọi người, một nụ hôn để chứng minh rằng các bạn bấm nút từ trái tim. Rồi, dễ thương.